Hello cả nhà, đã quay trở lại với Feral Channel và mình là Sari. Các bạn có bao giờ gặp trường hợp có một người hỏi mình "Tell me about your working day", hãy kể cho tôi nghe một ngày làm việc của bạn. Thì không lẽ mình trả lời là thức dậy lúc mấy giờ, xong rồi make up lúc mấy giờ, đi làm như thế nào, mấy giờ về nhà? No way, như vậy rất là boring, rất là nhàm chán. Thì phải trả lời thế nào để vừa hay, vừa lôi cuốn người nghe? Mình hãy cùng Sari tìm hiểu nhé. Đầu tiên các bạn hãy trả lời là mọi ngày đi làm của mình diễn ra cũng bình thường thôi, nhưng mà có một ngày nó hơi bất thường chút xíu. My working day just normal except on last Monday, a shipper coming to my home while I was about to go to work. It took me 15 minutes to check the products that I'm ordered. Rồi sau đó các bạn hãy tập trung miêu tả vào điều bất thường đó. Thay vì mình tập trung trả lời câu hỏi là kể về một ngày đi làm bình thường, thì hãy kể về một cái điều bất thường trong những ngày đi làm bình thường đó của các bạn. They're the scented candles, which are pretty cute. I bought them on Shopee, and the free shipping is the promotion at the moment. But this is still not the heart of the problem. When I came to the workplace, I realized that I make a mistake about a shift. Therefore, I must wait for 2 hours to start my class. Và cuối cùng hãy nói về cách các bạn giải quyết vấn đề đó ra làm sao. Mọi người ơi, bây giờ là 7:15 PM rồi, là đã hơn 2 tiếng. Thì nói cho chính xác là do hôm nay mình bị hố, mình lên nhầm giờ. Nên là giờ này ngồi đây làm clip luôn. Rồi đó, giờ ngồi đây nhìn tạo cảm giác giống chủ tịch ghê chưa? Khi muốn nói là I'm very happy and excited thì mình sẽ dùng idiom on the cloud 9. On the cloud 9. Tận hưởng cái thời gian này rất là nhiều. Ý là mình vui, mình tận hưởng nó, rất là enjoy nó. Thì mình sẽ dùng have a well time. Have a well time. Khi mà một ai đó làm bạn về hạnh phúc, họ sẽ dùng cái từ makes my day. Vậy mình có cấu trúc câu make someone's day. Ví dụ her smile make my day. Cái nụ cười của cô ấy làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Vô cùng happy mình sẽ dùng walk on air. Buồn cười very amused mình sẽ dùng tinkle pink. Khi mình nhìn hình cô ấy cũng mắc cười quá. I was tinkle pink to see her picture. Very happy over the moon. Over the moon, đó, rất là hạnh phúc. Over the moon, tự hào một điều gì đó. Proud of something, mình sẽ dùng on top of the world. On top of the world. Ví dụ nha, I heard the news, I was on top of the world. Khi tôi nghe tin này, tôi cảm thấy rất là tự hào. Và vừa rồi chính là cách giải quyết vấn đề trong một ngày bỗng nhiên có một cái chuyện gì đó rắc rối xảy ra khi mình đi làm việc. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận ở phần comment cho Sharon biết ý kiến của các bạn về vấn đề này là như thế nào nhé. That's all for today. Like nếu bạn thích clip, còn không hãy bấm subscribe cho channel của Sari nha. Rồi các bạn sẽ thích thôi. Bye, see you soon.